thủ đoạn bôi nhọ chính sách bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine. Chính phủ Việt Nam luôn thực thi chính sách bảo hộ công dân tại nước ngoài với tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ tối đa để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đặc biệt là các điểm nóng xung đột, chiến tranh như Trung Đông, Bắc Phi và hiện nay là xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, các thế lực thù địch và những thành phần tự xưng đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền luôn rêu rao các quan điểm sai lệch về chính sách bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài nhằm gây hoang mang dư luận, làm suy giảm niềm tin của công dân trong và ngoài nước đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam. Luận điệu này thể hiện trên một số điểm sau. Thứ nhất, phủ nhận vai trò của các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Nga và Ukraine trong hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng chiến sự. Truyền thông hải ngoại như đài RFA, BBC tiếng Việt, VOA, Facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân đã vẽ ra bức tranh quy kết chính quyền Việt Nam đứng ngoài lề, dửng dưng với những người dân đang kẹt lại tại khu vực xung đột Nga-Ukraine. RFA ngày 11 tháng 3 năm 2022 đăng tải bài viết về thực trạng người dân Việt Nam tại Ukraine và vu cáo không thấy vai trò của Tòa đại sứ Việt Nam tại các quốc gia đó ở đâu. Lại cái cảnh dân giúp dân như tại Việt Nam thời COVID-19 hoành hành. Qua đó, nội dung bài viết phủ nhận tất cả những nỗ lực của các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở Nga và Ukraine trong việc đưa ra các phương án bảo vệ tài sản, tính mạng, sức khỏe, những người dân và cho rằng khi chiến sự nổ ra đã không quan tâm sơ tán người dân. Đó là luận điệu nguy hiểm đánh vào tâm lý những người dân đang kẹt lại tại các điểm nóng và gây hoang mang cho người dân trong nước về tình hình cộng đồng người Việt ở Ukraine. Thứ hai, làm giảm niềm tin của người dân trong nước đối với hoạt động quản lý của cơ quan chức năng liên quan đến hỗ trợ người dân tại các quốc gia đang xung đột, chiến tranh. Sau khi vụ án liên quan đến hành vi nhận hối lộ của một số cá nhân tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao được cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố, điều tra, các thế lực thù địch, giới dân chủ tự xưng đã khoét sâu vào những sai phạm này để quy chụp, bôi nhọ. Nhiều bài viết các đối tượng vu cáo chính quyền Việt Nam bao che, dung túng sai phạm, đồng thời rêu rao kích động người dân không tin tưởng vào những hoạt động hỗ trợ của chính quyền đối với kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Họ nhắc lại những chiến dịch sơ tán người dân tại Bắc Phi, Trung Đông giai đoạn 2011-2014, đưa ra các clip hình ảnh bài viết sai lệch về việc người Việt phải tự mình xoay sở với hoàn cảnh khó khăn, từ đó suy diễn, vu cáo cơ quan ngoại giao của Việt Nam không thực hiện chính sách bảo hộ công dân Việt ở nước ngoài. Thứ ba, bôi lem hình ảnh uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, mục đích để thế giới nhìn nhận Việt Nam là quốc gia thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề nóng trên thế giới. Việt Nam đã tham gia ký kết các công ước về ngoại giao theo luật pháp quốc tế, nên các cơ quan ngoại giao Việt Nam có cơ sở để lên tiếng yêu cầu các quốc gia đang có xung đột, chiến tranh phải có trách nhiệm đối với cộng đồng người Việt Nam. Thực tế, các cơ quan đại diện ngoại giao luôn đi đầu trong nắm diễn biến, tình hình và thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản, tính mạng cho công dân, theo chính sách bảo hộ của pháp luật. Tuy nhiên, nhiều cá nhân tổ chức quốc tế có những góc nhìn thiếu khách quan, trung thực trong đánh giá hoạt động của cơ quan ngoại giao của Việt Nam. Một số tổ chức thiếu thiện chí đưa ra thông tin hình ảnh sai lệch nhằm bôi lem, hạ uy tín Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế, các hội thảo đa phương, thậm chí lên án Việt Nam tại các phiên điều trần của nghị viện Mỹ và EU. Thực tế, những hoạt động tích cực của các cơ quan chức năng Việt Nam thể hiện xuyên suốt từ chủ trương, chính sách đến hành động bảo hộ công dân Việt Nam tại nước ngoài. Điều đó được thể hiện ở các nội dung. Thứ nhất, Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định công dân Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và hội nhập sâu rộng với thế giới. Hai là, dưới góc độ luật pháp, Việt Nam cam kết thực hiện chính sách bảo hộ công dân tại nước ngoài theo quy định pháp luật Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế. Hiến pháp năm 2013 khẳng định công dân Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ. Khoản 3 điều 17 Luật Quốc tịch Việt Nam ghi nhận Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan nhà nước ở trong nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thi hành mọi biện pháp cần thiết, phù hợp với pháp luật của nước sở tại, pháp luật và tập quán quốc tế để thực hiện sự bảo hộ đó. Điều 6 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014.
Ba là xuất phát từ thực tế thực hiện chính sách bảo hộ công dân Việt Nam ở các nước trên thế giới, luôn được chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm và xác định đó không chỉ là lợi ích của mỗi cá nhân, mà còn thể hiện trách nhiệm của chính phủ Việt Nam đối với công dân khi công tác, học tập, làm ăn ở nước ngoài theo tinh thần, không ai bị bỏ lại đằng sau. Mặt khác, trong những năm qua, Việt Nam đã từng tổ chức nhiều phương án, biện pháp thiết thực như lập cầu hàng không sơ tán người lao động ở Libya năm 2011 và 2014, đưa hành khách ra khỏi châu Âu do núi lửa phun trào năm 2010, giải cứu hành khách bị kẹt tại Thái Lan do khủng hoảng chính trị năm 2008, vận chuyển công dân Việt Nam trở về từ Malaysia, Trung Đông các năm 2005-2007. Năm 2021, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, tổ chức gần 600 chuyến bay đưa hơn 130.000 công dân từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về Việt Nam. Thực tế đó thể hiện rõ chủ trương, chính sách và hành động thiết thực của Việt Nam trong công tác bảo hộ công dân ở nước ngoài là bằng chứng sinh động phủ nhận những luận điệu sai trái, vu cáo của các thế lực xấu.